hai vị mới, vị sữa dừa thơm béo, vị đường đen ngọt thanh. À, mi. Đâu cần phải nói với mi đâu mẹ. Con là con chỉ nói như vậy thôi. Chứ chuyện ở chung hay là ở riêng đều là do con quyết định hết á, chứ không phải mi. Mà con là con tất nhiên muốn sống với mẹ rồi đó. Đó chính là điều mẹ muốn nghe. Bích Khang à? Dạ. Cưới xong rồi tụi con vẫn ở đây chứ? Nhà có hai mẹ con à, không lẽ con tính dọn ra ngoài nữa? Tụi con muốn sống chung với mẹ mà, mi cũng muốn vậy đó. Yeah. Mi nói với con là muốn ở chung với mẹ à? Dạ vâng. Con còn hỏi mi là có muốn xin phép mẹ ra ở riêng không? Mi còn nói là muốn sống chung với mẹ cơ. Đúng là con dâu chị Hồng nha, cao tay ghê luôn á. Chưa gì đã bị vợ điều khiển rồi. Cái thằng khờ này không biết gì hết. Thực ra mẹ không cần hai đứa phải ở chung với mẹ đâu. Khi anh nói đến chuyện này á, mẹ sẽ nói là mẹ không cần tụi mình sống chung. Mẹ nghĩ là tụi mình nên ra riêng ở. Mẹ nghĩ khi hai đứa lấy nhau rồi thì ở riêng sẽ tốt hơn. Lúc đó các con sẽ tự xây dựng cuộc sống của mình theo cách mà các con muốn. Mi đúng là lợi hại mà. Con nói với Mi là mẹ muốn hai đứa ra ở riêng. Lúc đó mẹ cũng sẽ được tự do hơn. Mẹ không muốn sống phụ thuộc vào con cái. Mẹ sẽ nói với anh là mẹ không muốn sống phụ thuộc vô con cái. Mẹ tự lo cho mình được. Khi mà mẹ nói như vậy á, thì anh phải nói như vậy nè. Đâu cần phải nói với Mi đâu mẹ. Con là con chỉ nói như vậy thôi. Chứ chuyện ở chung hay là ở riêng đều là do con quyết định hết á, chứ không phải Mi. Mà con là con tất nhiên muốn sống với mẹ rồi đó. Đó chính là điều mẹ muốn nghe. Anh phải nói cho mẹ nghe điều mẹ muốn nghe, hiểu không? Em đi thi siêu chú tệ được rồi đó. Sao cái gì cũng biết vậy? Con thật sự muốn ở chung với mẹ hả? Dạ vâng. Bây giờ có mỗi hai mẹ con ở chung với nhau. Bây giờ con dọn ra ngoài như thế coi sao được. Là là. Vậy sao lúc trước con dọn ra ngoài con không có nghĩ được như vậy hả? Gì này? Lúc đó chỉ là tạm thời thôi, còn bây giờ mới gọi là chuyện cả đời này. Từ bây giờ là con muốn gia đình mình sống thật là hạnh phúc bên nhau. Chị thua rồi chị ơi. Quý khán giả ơi, hãy nhanh tay cùng đề cử cho Giấc mơ của mẹ là bộ phim truyền hình được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng năm 2022 nhé. Bước 1, truy cập vào trang web maivang.nld.com.vn vào mục phiếu đề cử và điền thông tin theo yêu cầu. Bước 2, chọn hạng mục phim truyền hình được yêu thích nhất, điền tên phim Giấc mơ của mẹ và bấm gửi phiếu đề cử. Bước 3, soạn tin nhắn trên điện thoại theo cú pháp Mai Vàng, viết liền không dấu và gửi đến số 8100. Mức phí của mỗi tin nhắn là 1.500 đồng. Cảm ơn quý khán giả luôn yêu thích bộ phim Giấc mơ của mẹ. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.